Kính thưa quý vị, hiện tại là 9 giờ sáng ngày 14 tháng 5, chúng tôi đang đứng trước cổng chùa Thầy An Hòa Tự. Mặc dù còn đến 3 ngày nữa thì đại lễ mới chính thức diễn ra, tuy nhiên không khí của chùa Thầy hôm nay đã bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên. Từng đoàn khách hành hương từ các nơi đã lũ lượt tập trung về chùa Thầy và tổ đình Đức Giáo Chủ để bắt đầu chuyến hành hương dự đại lễ năm nay. Theo dự báo, năm nay bà con tín đồ sẽ về chùa Thầy dự đại lễ rất đông, cho nên việc tiếp đãi bà con cũng được ban tổ chức chuẩn bị rất chu đáo. Vậy mời quý vị cùng chúng tôi tham quan một vòng qua cảnh chùa Thầy hôm nay nhé. Xin trân trọng kính mời. Thank you.
Bắt đầu từ ngày hôm nay, ban tổ chức đại lễ sẽ mở cửa nhà lưu niệm để phục vụ quý đồng đạo đến tham quan trang tàng kỷ vật của Đức Quỳnh Giáo Chủ nha quý vị. Còn đây là điểm phục vụ nước giải khát và bánh mì miễn phí của bà con đồng đạo xã Hiệp Sương nhằm phục vụ cho bà con đến dự đại lễ nha quý vị. Còn đây là các chị chuyên chế biến nước giải khát để phục vụ bà con. Đây.
Bộ Châu. Này xã Hiệp Sương hả? Xã Hiệp Sương và đồng đạo xã Hiệp Dương ra đãi ha. Này mà đãi hồi nào rồi cô? Sáng giờ hả? Đãi ba bữa nữa đã. Dạ ba bữa nữa, đãi đắt dữ hả cô? Quá đắt luôn. Đãi ngày thứ đó sáng mới. Ở đây là cái chỗ đầu tiên nè. Dạ, chỗ đầu tiên đãi đó chứ mấy chỗ khác chưa đó. Chỗ khác chưa. Dạ. Rồi ở đây thì bà con mình chung hụng nhau rồi mình đãi sao cô? Có nhà tài trợ. Có nhà tài trợ ha. Dạ. Sáng là 1.000 ổ mà đãi có chưa được 2 tiếng đồng hồ. Sáng đãi 1.000 ổ mày luôn. 1.000 ổ mà mày đó. Dạ. 9 giờ xong. Dạ. Dạ. Rồi mình đãi cho hết lễ luôn hả cô? Đãi tầm 17. Dạ. Vậy ha. Ở đây là bà con tín đồ và luôn. Bà con tín đồ xã Hiệp Sương nè. Dạ. Quá rồi, quá hay, quá tốt và bữa nay bà con mình đi đông nè. Bữa nay đông nè, bữa nay đông cô lần đó. Chỉ vì cô lần xã, bây giờ xã rồi quá. Đây, gần cả chục người làm luôn mà không kịp luôn nè. Còn đây là điểm đãi cơm miễn phí nằm đối diện với cổng chùa thầy An Hòa Tự nha quý vị. Còn đây là nước uống được dự trữ để phục vụ cho bà con trong cái dịp đại lễ này. Còn đây là điểm đại cơm nằm ở phía sau chùa An Hòa Tự nha quý vị. Yeah.
lại xin lướt ra đây không anh? Đông lắm. Đông nhiều lắm. Vậy đó hả? Dạ, bắt đầu bữa nay đó rồi mình cấp phát thuốc luôn đó ha. Dạ. Còn đây là điểm đọc giảng để phục vụ bà con nằm ở tại hội trường trung tâm An Hòa Tự nha quý vị.